Vâng, Ba Tư Phan được xin chào tất cả quý khách hàng thân yêu trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và trình chiếu trong cái video clip này thì Ba Tư Phan trân trọng giới thiệu với quý anh chị một cái mẫu xe mới nhập về cửa hàng. Trước màn hình nhỏ quý anh chị có thể quan sát ngay một chiếc xe mang thương hiệu của Hàn Quốc, phải không ạ? Một chiếc Hyundai. Và đây chính là chiếc Hyundai Accent sản xuất năm 2018. Và chiếc xe này là một cái phiên bản đặc biệt quý anh chị nhé, một phiên bản cao cấp nhất của dòng Hyundai Accent, nó có tên là ATH đấy. Và với những cái tính năng, những cái option bên trong của chiếc xe này lát nữa sẽ miêu tả cho quý anh chị sau. Bây giờ sẽ để cho quý anh chị nắm bắt thông tin về tình trạng của chiếc xe này như sau. Chiếc xe này thì xin cam kết với quý anh chị về tình trạng của xe: phần đầu, phần đuôi, phần sườn không hề có tác động ngoại lực bên ngoài. Sơn zin của chiếc xe này còn rất là nhiều. Chính vì vậy đảm bảo cho quý anh chị chiếc xe này một cách yên tâm nhất là không hề bị đâm xô, tai nạn. Và máy móc của chiếc xe Accent ATH 2018 này thì xin cũng cam kết với quý anh chị là một cái khối động cơ nguyên zin nguyên bản, bảo hành cho quý anh chị 1 năm sử dụng với cái khối động cơ của chiếc Accent bản ATH này. Đấy là về cái phần mà tình trạng và phần cam kết bảo hành cho quý anh chị về chiếc Hyundai Accent này nhé. Và bây giờ quý anh chị hãy đi cùng một vòng tổng thành trên cái đoạn video này để chúng ta nhìn. Thứ nhất là về cái lớp sơn màu đen rất sang trọng. Cái thứ hai là các cái chi tiết bên ngoài, từ cái phần đèn đến các cái phần tay lắm cửa, các cái ốp mạ chrome viền kính cũng như là phần la răng, vân vân mọi thứ bên ngoài để quý anh chị có thể quan sát một cách trực quan nhất để chúng ta cảm nhận một chiếc xe 2018 sau 3 năm sử dụng, giá trị của nó còn đem lại cho ông ta, những người sử dụng tiếp theo, những người chủ tiếp theo sở hữu chiếc xe này như thế nào. Phải nói rằng là một chiếc xe rất đẹp, rất đáng để quý anh chị quan tâm. Và hiện nay đang được trưng bày bán và chào bán tại Ba Tư Phan với mức giá là 475 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho quý anh chị để đảm bảo tính an ninh pháp lý, đảm bảo tính sang tên đổi chủ một cách hợp pháp nhất. Đấy, đó là như vậy. Rồi ok, về phía thân vỏ bên ngoài, chúng ta sẽ quan sát một số những chi tiết bên ngoài nào. Đầu tiên quý anh chị có thể quan sát ngay cái phần đèn của chiếc xe. Đây là một cái cặp mắt của chiếc xe và cái phần này nó sẽ xuống nhanh hơn so với những cái phần khác, tức là theo thời gian nó sẽ xuống nhanh hơn bởi vì nó được bao bọc bởi mica, phải không ạ? Chính vì vậy nếu theo thời gian giữ gìn không tốt nó sẽ làm ố bạc, làm bong chóc cũng như là nó sẽ bị rạn nứt, phải không ạ? Nhưng không, đây chính là một cái cặp đèn sáng như pha lê, quý anh chị có thể thấy. Đấy, được trang bị đèn bi projector và kết hợp với những cái giải đèn led ánh sáng tự động ban ngày, rất là sáng, rất là đẹp. Khi buổi tối lên thì chúng ta bật đèn lên, chúng ta cảm giác rất là đẹp luôn, long lanh, lung linh, phải không ạ? Đấy, một chiếc Accent bản ATH đặc biệt là như vậy. Và cái tiếp theo nữa là với chiếc xe này thì với cái bộ la răng đã được cải tiến lên la răng phay 5 chấu rất đẹp. Trang bị 4 bánh đều được trang bị phanh ABS, phanh đĩa, chống bó cứng phanh rất an toàn. Vâng, quá ok luôn quý anh chị nhé. Một cái dàn lốp nguyên bản theo xe, theo đời 2018 ở đây. Đấy, cả một dàn lốp nguyên bản theo xe luôn, đi rất là ít quý anh chị nhé. Một chiếc xe quý anh chị yên tâm sử dụng, yên tâm có thể mua chiếc xe này về chỉ việc sử dụng thôi, không phải làm bất kỳ cái gì luôn. Đó, 4 bánh như nhau. Đấy, đấy là cái phần tác động trên nền đường hàng ngày. Và phần gầm của chiếc xe này thì sao? Sẽ đi sâu vào phần chi tiết gầm của chiếc xe này nhé. Đây, quý anh chị quan sát nhìn giúp. Rất đẹp phải không ạ? Rất sáng. Đó, gầm rất sáng, rất mới, cũng như là chưa hề bị mục mọt, cũng như là chưa hề bị tác động của ngoại lực bên ngoài. Đấy, chưa hề bị biến dạng ở phần gầm, quá ok luôn. Rồi, chúng ta sẽ đi sâu vào phần chi tiết chiếc xe này nào. Và đây là toàn bộ nội thất của chiếc xe sau 3 năm sử dụng. Quý anh chị có thể nhìn vào ngay cái màn ảnh nhỏ thì chúng ta thấy ngay cái độ đẹp, độ mới của nó. Từ những bộ ghế da nguyên bản theo xe. Đấy, có chấm lỗ thông hơi ở các cái vị trí điểm tựa, điểm ngồi. Và còn rất là mới và đẹp ở đây. Với chiếc xe này được trang bị túi khí là 6 túi khí quý anh chị nhá. Đấy, 6 túi khí. Rất mới và đẹp. Vô lăng.
Trên vô lăng thì nhìn đi ít hay đi nhiều, chúng chị có thể nhìn vào đây. Em sẽ soi thật là kỹ. Và cái thứ hai, có tích hợp những cái tính năng gì trên vô lăng này thì chúng ta hãy quan sát. Đầu tiên, với cái dòng Accent phân khúc hạng B mà đã trang bị luôn những cái tính năng hiện đại như Cruise Control, ga tự động có, phải không ạ? Đấy, những cái phím tính năng điều khiển giải trí trong xe, đấy, rảnh tay, rảnh tai, đầy đủ cả. Chiếc xe này ốp đô chuẩn là 4,6 vạn quý anh chị nhé. Yên tâm là như vậy, dàn lốp nguyên bản theo xe. Trang bị điều hòa auto tự động, có màn hình và có cam lùi theo xe. Chủ nhân cũng đã độ lên một cái cam hành trình ở trên này rồi. Tức là với cái nội thất này thì quý anh chị về chỉ việc đi. Với trần nỉ nguyên bản theo xe và có được trang bị cửa sổ trời luôn. Thực sự là phải tả rất là chi tiết cho quý anh chị như vậy. Đây, em sẽ mở cửa sổ trời ra. Đó, đấy là cái cửa sổ trời ở phía. Với cái dòng phân khúc hạng B thì rất là hiếm, những cái bản phải cao cấp mới có được, phải không ạ? Đó, rất đẹp luôn. Đó, các cái chi tiết từ những cái phần nhựa trong xe này. Đấy, rồi là những cái cần phanh này, củ số này. 3 năm sử dụng thì có thể rất là hiếm gặp những chiếc xe nào nó còn giữ gìn được đẹp mới như thế này. Thực sự là như thế, quá mới luôn, quá đẹp, phải không ạ? Đấy, bề mặt táp ly ở phía bên ngoài đấy cũng vậy thôi. Gương kính chỉnh điện cụp điện được điều khiển ở cái bệ tì tay bề mặt táp ly nhá. Quý anh chị có thể thấy đây này. Đấy, rất đẹp luôn, chưa hề bị bong chóc những cái dập lỗi, những cái dập lỗi ở trên phía cái bề mặt những cái phím điều khiển quý anh chị nhá. Rất đẹp luôn. Đấy, vân gai dày bịch luôn đây này, quý anh chị nhìn này, như mới nhá. Đây là cánh lái, là những cái cánh thao tác thường xuyên mở ra mở vào. Nó còn đẹp như thế này thì chắc chắn rằng khẳng định một điều là tất cả những cái cánh sau sẽ rất là mới và đẹp rồi. Đó, rất sạch sẽ, rất mới, thực sự là như thế. Đấy là phần nội thất của chiếc xe mà quý anh chị có thể là chiêm ngưỡng và thấy được cái độ mới, độ đẹp của nó, phải không ạ? Đấy, cái nội thất là chủ nhân đi giữ gìn hay không giữ gìn thì nó đẹp hay nó xấu thì ở cái nội thất. Còn các cái chi tiết đâm xô hay không thì bây giờ chúng ta sẽ đi quan sát luôn. Đây là cái cánh sau của bên lái, keo chỉ cam kết nguyên zin, không mất một phân keo chỉ nào. Đấy, đóng cánh cửa rất là chắc luôn, quý anh chị có thể thấy, đúng không ạ? Và các cái đường ghép lối của nó từ phần cánh cửa đến phần tai hông nó đều đẹp như thế kia, đều tăm tắp luôn. Và cánh đằng trước đây cũng vậy, nguyên zin hết. Tất cả những chi tiết này đã được đội kỹ thuật viên của Ba Tư Phan kiểm tra khá kỹ càng rồi. Bây giờ chỉ là đưa lại thông tin cho quý anh chị thôi. Đấy, để quý anh chị có thể ngồi ở nhà chung kết chốt xe được. Nhấn mạnh với quý anh chị một điều khẳng định rằng là chiếc xe này rất đáng mua, bởi vì nó không có một lỗi nhỏ nào luôn. Đấy, rất đẹp. Các cái con ốc bản lề cánh cửa nguyên chấm sơn 7 màu của nhà sản xuất. Bên cạnh đó thì nó là nguyên bản nguyên zin, sơn ở lòng trong còn đẹp như thế này. Rất mới và đẹp luôn. Các cái vị trí, đấy, tem vin của nó còn nguyên đây này. Rất đẹp, phải không ạ? Tay khóa ở đây nguyên 7 màu quý anh chị nhé. Đây, tay khóa 7 màu luôn, chưa hề bị có một vết, gọi là một vết han nào cả. Đây, về phần đuôi phía sau thì về phần đèn ở đó, trang bị cụm đèn ở đây là độc lập 3 phần, đúng không ạ? Đấy, quý chị thấy độc lập 3 phần và có giải đèn led. Đấy, đèn phanh, đèn sinh nhan, tất cả mọi thứ được trang bị ở trên cái cụm đèn này, ở trên cái khối cụm đèn này. Rất là đẹp như vậy. Về phần cốp, đây là cốp của chiếc Hyundai Accent, rất là rộng. Và quan trọng nó là rất mới, rất sạch sẽ, đúng không ạ? Gần như là rất ít để đồ. Đây, lốp sơ cua, lốp dự phòng ở dưới gần như chưa hạ quý anh chị nhé. Gần như chưa hạ lần nào, lốp dự phòng chưa hạ lần nào luôn. Phải nói rằng là như vậy, quá ok luôn. Lốp dự phòng chưa hạ, cốp quá mới, quá đẹp. Rồi, các cái dụng cụ kèm theo còn nguyên bản, lốp dự phòng chưa hạ này, quý anh chị thấy chưa? Nguyên bản luôn nhé. Đó, chúng ta về phía bên phụ xem. Đây, phía bên phụ của chiếc xe zin hết, keo chỉ zin hết, toàn bộ tình trạng zin từng con ốc quý như thế này. Đây, đó, quá đẹp. Đóng cánh cửa xem nào, rất chắc rồi.
cánh trước đây cũng vậy. Nói chung là phần sườn, phần đuôi chưa hề có tác động ngoại lực bên ngoài luôn. Thực sự là như thế. Và chúng ta sẽ quan sát ngay các cái điều kiện điều khiển ở bên ngoài. Đây là tay nắm cửa có trang bị luôn phím cảm biến mở cửa tự động này. Cả bên phụ cũng có, đương nhiên bên lái cũng có rồi. Và được trang bị những ốp mạ chrome rất là đẹp, rất là trang trí, rất là bắt mắt. Đấy, phải nói một chiếc xe Hyundai Accent form mới. Nó tôn dáng, tôn form lên rất là nhiều. Khi chúng ta ngồi trong nó rất là rộng rãi, thoải mái quý anh chị nhá. Rất đẹp luôn. Đó. Quá ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái phần quan trọng nhất của chiếc xe. Đó là cái khối động cơ. Đó là cái khối động cơ. Sau 3 năm sử dụng thì khối động cơ này nó giữ giá trị như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào khối động cơ nhé. Đóng cửa rất chắc. Đây là toàn bộ khối động cơ của chiếc Hyundai Accent bản ATH, bản đặc biệt. Sau 3 năm sử dụng, quý anh chị nhìn ở đây, chỉ cần nhìn zin từ con ốc mặt dàn cò như thế này thì chắc chắn khẳng định 100% chiếc xe này không cần phải bàn về chất máy nữa. Quan trọng là máy nó có sáng có đẹp hay không thôi. Đấy, những con ốc bệ máy còn nguyên chấm sơn như thế này thì quá ok rồi. Đấy, quá đẹp luôn. Các cái chi tiết vách máy hộp số đây, sáng choang quý anh chị nhé. Sáng choang luôn. Rất đẹp. Kể cả những cái phần sau ở đây. Đấy, rất cụ thể như vậy rồi. Còn ở phần đầu sẽ cho quý anh chị quan sát luôn từ những cái phần tai. Đấy, phần tai đây. Các cái phần những con ốc, những cái đinh tán dập nổi của nó còn nguyên bản. Đấy, ốc cabo nguyên bản luôn, keo chỉ zin. Là như vậy. Quá đẹp luôn, nguyên phụ đấy cũng vậy nha quý anh chị nhá. Đó. Zin hết. Thì phần đầu của chiếc xe này cũng chưa hề có tác động ngoại lực bên ngoài như tình trạng ban đầu ba tư phan đưa ra thông tin như vậy. Quý anh chị cứ yên tâm một điều, khi sở hữu chiếc Hyundai ATH này thì nó là một cái yên tâm nhất về cho chiếc xe, về bản thân chiếc xe không hề có bị tác động ngoại lực bên ngoài, không hề bị đâm xô, không hề bị thủy kích ngập nước, máy số zin là quý anh chị đã yên tâm rồi. Còn bây giờ sẽ chỉ cần quý anh chị nhấc máy lên điện thoại để thương thảo về giá của chiếc xe này là ok. Và đấy là toàn bộ khối động cơ của chiếc xe, phần đầu của chiếc xe muốn đưa thông tin quý anh chị như vậy. Thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi khám phá chi tiết một chiếc xe mà hiện nay được đánh giá cao trên thị trường Việt Nam, được rất nhiều quý anh chị quan tâm dòng xe này và mua về sử dụng mục đích gia đình, cũng như là có thể sử dụng ngoài cái mục đích gia đình còn sử dụng mục đích khác. Nhưng với chiếc xe này xin cam kết đảm bảo với quý anh chị cứ yên tâm, yên tâm bỏ hầu bao ra để chúng ta có thể là sở hữu nó nhé. Và 475 triệu đồng là giá hiện nay đang niêm yết chào bán cho quý anh chị. Và mọi thông tin chi tiết xin quý anh chị hãy về tại số 1 đường Thanh Niên, phường Bình An, thành phố Hải Dương, hoặc có thể nhấc máy lên điện thoại liên hệ trực tiếp về số điện thoại 0989 470 333. Đấy, gặp trực tiếp em Thơm để giao dịch mua chiếc xe này. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại, xin chào quý anh chị vào những video clip tiếp theo, vào buổi những buổi live stream của Ba Tư Phan. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị nhé.